Khi mà được coi lại những cái hình ảnh ngày xưa thì rất là đẹp. Dạ, nhưng mà cô thè cái thương quá trời. Sao nữa? Dạ, vẫn còn hơi thương. Con không biết là tại vì nãy lúc mà con đứng với kia chị có chị có bảo con là ủa sao lúc diễn mấy cái này không rung mà sao đứng đây rung dữ vậy? Ai cũng vậy, ra mắt được một đứa con tinh thần của mình để giới thiệu cho khán giả, cho tất cả quý vị quý, ai cũng ngồi hồn nhiên và hy vọng, luôn hy vọng là sẽ được thành công mà. Thì với MV mới được lên, có kỷ niệm nào dễ thương đáng yêu mà khiến con nhớ mãi không? Dạ, thật ra là khi mà quay MV mới được lên, một điều mà cảm thấy con cảm thấy rất là khác so với lại những cái dự án trước là thật ra cái MV này quay trong nhà không ạ? Ấy là con cũng rất là nhàn nữa, ekip thì chắc hơi cực một tí nhưng mà con thì khá là nhàn, chỉ có quay chơi game, quay ăn, quay ngủ nên là nó nhàn hơn là so với những việc mà con phải chạy nhảy lung tung ngoài kia chút nào. Nên là ca sĩ cũng nhàn ha, hoa hậu. Thì như thế con làm hoa hậu con phải đi chụp hình rồi bảo vệ môi trường, phải phơi nắng, phơi mưa rồi dầm mình với đại dương nữa. Nhưng mà thật sự là công việc ca sĩ thì chắc chắn sẽ phải đòi hỏi nhiều sự cống hiến hơn nữa hen. Thì Bella với sự ngây thơ của mình thì chia sẻ như vậy thôi, nhưng mà thật sự là Bella là một cô gái rất là chịu khó quý vị ạ, rất chịu khó nghe lời tất cả các thầy cô để có thể phát triển hơn và cải thiện chất giọng của mình nữa. Thì với MV Make Up Land, cái màu sắc âm nhạc này có làm con bị lạ lẫm không? Từ trước giờ chú nghe con hát nhạc pop không mà bữa nay nghe con hát R&B được, nghe đọc rap nữa. Dạ, cái lớp cũng khác sao với lại thì một cái mà con biết khá là khó là cái cách hát của nó con bị cô la hoài, tại vì cô rất là khó, cô cứ bắt con hát. Thì một cái mà con chưa có hát bao giờ, cũng đầu thì hơi chưa có quen nhưng mà sau này thì nghe lại thấy rất hay luôn. Được. Con có nhiều cô lắm, con đang nhắc đến cô nào vậy? Vậy nhắc mình thôi, không khóc, không có, không có rừng rừng nè, cô nào, bình tĩnh đâu. Cô Lưu Thiên Hương. Dạ, đó chính là sự yêu thương của cô Lưu Thiên Hương cùng với ekip của công ty STAV Entertainment của quý vị. Bởi vì với dự án lần này, cả một album, MV, tất cả là một dây chuyền sản xuất khép kín của phần hình ảnh và âm thanh đều từ STAV Entertainment để có thể đầu tư và tạo ra được nhiều chất xáo, nhiều sự đầu tư dành cho Bella Vũ. Và bên cạnh đó là cái cơ duyên nào mà con được gặp cô Lưu Thiên Hương nè. Con nhớ không? Cái dịp nào và năm nào và chương trình nào? Con nhớ là lần đầu tiên mà con gặp cô Hương là The Voice Kids. À, The Voice Kids. Là cái lúc đó là con lúc mà casting. Xong rồi con gặp cô Hương là sau đó con nhớ. Con nhớ là lần đầu tiên con gặp thôi nhưng mà con nhớ sao sau này gặp lại luôn. Chắc phải hỏi mẹ quá. Mẹ con sẽ làm hơn như mẹ hơn đấy. Để tại vì mà mẹ tin cô Lưu Thiên Hương để lùi gắn con cho cô á. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với album Bella Vũ 16. Với album này 8 bài nè, thì Make Up Land được chọn là ca khúc được sản xuất MV. Có thể chia sẻ lý do vì sao con chọn hoặc là mẹ chọn hoặc là cô chọn không? Dạ, cái này là quyết định của bên cô Hương. Nhưng mà con thấy cô chọn cũng khá là đúng, tại vì đối với con và này cũng đầu tư cũng là con rất thích cô anh luôn. Thì kiểu nó gọi là một cái gì ta để nhắc nhở con mà phải kỷ luật, vì con là một người kiểu sống hơi thích cái gì làm đó luyện, nên là con có một cái kỷ luật lắm, nên cái bài này cũng rất là có ích cho con, để mà cái gì mà con nghe được con thấy chết rồi, không làm gì là cũng làm. Cuộc sống phải có kế hoạch của em và có những nguyên tắc riêng mình. Thì với 8 bài hát, chúng đọc sơ qua nhé. Đầu tiên là Make Up Land, bài số 2 là Sống Chậm, bài số 3 Chờ Đêm, bài số 4 Handmade, bài số 5 Bức Họa Rừng Sương, bài số 6 Như Chưa Từng, bài số 7 Mặt Trời Hoa Hồng, bài số 8 Áo Dài. Wow, đây là những ca khúc về những chủ đề như thế nào vậy con? Dạ, mỗi bài thì con thấy đều đang một cái thông điệp là rất là ý nghĩa cho cuộc sống. Thì ví dụ như là bài Sống Chậm cũng là cái bài con thích nhất cho anh luôn. Thì nó mang một cái ý nghĩa là trong cái thành xã hội hiện nay thì mọi người đang bị cuốn quá nhanh theo cái nhịp của cái cuộc sống này, nên là cái bài này có thể khi mà con nghe cái bài này cũng là một cái lúc mà con đang hơi hoang mang với cái cảm xúc ở trên trường của con, nên là nó cũng giúp được con rất là nhiều. Khi mà con nghe bài này thôi, thôi kệ đi, mình bỏ hết vào lên, mình suy nghĩ, mình chậm lại cũng được. Và như bài Chợ Đêm, bài Bức Họa Rừng Sương và Áo Dài thì
đều nói là những cái nét văn hóa của người Việt Nam, nói chung là cảnh sắc của Việt Nam. Ồ, rất là phù hợp cho những chương trình mà mình giao lưu với bạn bè quốc tế. Còn bên cạnh đó là handmade là như chưa từng. Dạ, bài handmade thì là như cô đã chia sẻ. Thì là cái bài này kiểu là khi mà mình không có cần phải vật chất quá nhiều, mình có thể mình làm ví dụ sinh nhật bạn về, giống như sinh nhật của bạn con trong năm ngoái thì con đã tự tay đan một cái giỏ hoa để tặng cho bạn. Nên mình cũng không có tốn tiền là bao nhiêu, nhưng mà mình bỏ nhiều cái công sức và mình trang trải mình đem đi mình tặng cho bạn thì nó cũng đã rất là lớn rồi. Ồ, rất là dễ thương. Còn với mặt trời hoa hồng nè, cái bài này con có thể nói là một cái bài nặng đô nhất trong cái album được có con. Ồ, vì sao? Thứ nhất là sợ cái bài này. Là ngày xưa áp lực của quan trình báo thi của ngôi nhà hoa hồng quá nổi tiếng nên con sợ mặt trời hoa hồng không nổi tiếng mà. Dạ không, tại vì cái bài này chú rất là khó đi với con. À, cái giai điệu bị sai con? Nó vừa cao mà nó vừa thấp đó chứ. À, cái quảng cáo rộng đúng không nè? Dạ. Đó, bởi vì đòi hỏi phải có sự có mặt của cô Tương Lương luôn. Dạ. Và lát nữa đây chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn nữa về những nội dung và thông điệp qua những bài hát. Và ngay bây giờ đây thì xin mời quý vị, chúng ta sẵn sàng với khoảng chừng gần 15 phút nữa, đúng 20 giờ thì album với 8 bài hát của album Bella Vũ 16 và MV Make a Plan sẽ được chính thức trình chiếu và phát hành trên các nền tảng nhạc số như là Apple Music, Zing MP3 cũng như là những trang mạng khác như Spotify. Xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe, ủng hộ và chia sẻ cùng với Bella Vũ.